Xin chào tất cả anh em. Giữa cái thời điểm mà dịch bệnh Covid nó đang thì có những cái diễn biến rất là phức tạp. Chính phủ có những cái biện pháp để mà giới nghiêm hạn chế cái việc đi lại để tránh lây lan. Và anh em mình lại có thêm cái thời gian để mà quan tâm đến cái niềm đam mê của mình. Đấy, giò lan có cơ hội để mình là chăm sóc nó tốt hơn. Đây là cái hai cái giò già hạt Hawaii từ xưa. Đấy, nó rất là đẹp đúng không mọi người? Hoa thì rất là thơm luôn. Đấy, bông thì to, nó nở khá là đẹp, khá là rực rỡ. Quay thì mọi người là cùng xem. Đây giờ này thì nó đã một số bông thì nó đã tàn rồi. Nhìn đẹp lắm. Đấy, mọi người có thể là nhờ sưu tầm một vài cái giò này về mình trồng. Nó cũng không gọi là khó chăm sóc đâu. Này cực dễ luôn, sống rất là khỏe. Thân thì to, mập. À, hoa thơm gọi là nức mũi. Để cái này lên này mọi người xem. Đấy. Tí rất là rực rỡ luôn. Đây chỉ là cái thân năm thứ hai thôi nhé mọi người nhé. Đây này. Đấy. Riêng cái giò này là mới năm thứ hai thôi. Năm trước thì nó chỉ là cái kỳ lòng ngoằng này, cắt từ cái bên này sang, cắt từ cái chậu bên này sang nè, vẫn còn nguyên cái thân thân già mình cắt ra. Thế là nó sang bên này nó được hai cái thân này khá là đẹp. Đấy, nó đang phát triển rất là mạnh. Cây này thì là nó giá thể nó nhiều nhiều để cho chăm nó cẩn thận vào thì nó còn to nữa, dài nữa. Đấy. Bên này thì mình không để cho nó rủ xuống nữa mà lại buộc nó lên để xem thế nào. Nhưng mà buộc lên như này thì có vẻ là nó kém phát triển hơn. Nó nhìn nó không 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 gọi là mềm mại thướt tha lắm. Giá thể thì mình trồng dưới này toàn vỏ thông cơ. Toàn vỏ thông ở rừng thôi chứ không phải là vỏ thông đã xịn đâu. Đây, sau khi mà chồng theo dõi năm vừa rồi thì mình thấy rằng là cái vỏ thông thì nó cũng được đấy, được cái khô thoáng thôi, nhưng mà lắm lúc là trồng ở trên sân thượng thì nó khô lắm, do vậy mà phải bổ sung thêm rêu vào. Đây, trên này nó chỉ là một cái lớp rêu rất mỏng thôi, mấy nữa mình sẽ bỏ vợi cái vỏ thông ra cho thêm rêu vào, vì thực ra thì cái này nó thoát nước rất nhanh, nó không giữ ẩm được cho cây, làm cho cây nó phát triển là không được tốt, không được to mập đâu. Đấy. Đấy, anh em cứ làm, nếu mà trồng ở những cái vườn mà cái độ ẩm cao thì mình không nói, nhưng riêng trồng trên sân thượng thì mình có thể chơi cái kiểu là lót một lớp vỏ thông, sau lại một lớp rêu, sau lại vỏ thông lại rêu, như vậy thì là nó sẽ giữ được cái độ ẩm để cho cây nó phát triển. Đấy. Khá là đẹp. Rồi, nhìn rực rỡ, quá là rực rỡ luôn.
Được cái là cái dòng này nó rất là khỏe, rất là khỏe. Nhìn khá là thích. Cái phi điệp rừng, phi điệp hòa bình của mình thì cũng vẫn chưa có ra nụ này. Cái giò này được có mươi thân này, khá là mập to nhưng nó vẫn chưa có nụ hoa. Anh này thì anh lại nở sớm hơn, ra hoa rất là sớm mà đẹp đấy. Cứ như mọi người thấy là một, nếu mà trồng được một cái giò khoảng vài thân như này thì chắc chắn là nó sẽ hoa nó cực đẹp luôn đấy. Như ở dưới này năm nay mình sẽ để cho nó kệ nó. Dưới này là được bốn mầm gốc cũng đang rất khỏe mạnh. Để sang năm nó sẽ có một cái giò khủng hoa nó đẹp như này. Bây giờ thì là một số cái loại lan cũng chuẩn bị có hoa. Từ giờ trở đi thì chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để thưởng thức các cái mặt hoa đẹp. Quá là mỹ mãn. Nó không phải là hàng va vấp gì mà, nhưng mà nó thơm, nó đẹp, rực rỡ. Hàng đây cũng là hàng Hòa Bình. Năm nay nó phát triển khá tốt này. Đấy. Bổ sung rất nhiều cái độ ẩm cho nó để nó sẽ, mọi người nhìn thấy kỳ đấy, nó lên rất đấy tốt luôn. Mình không thay giá thể, không 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 cắt tỉa rễ để nguyên vậy. Năm nay không cắt tỉa rễ cái giò nào cả đấy, chỉ có bới bớt cái vỏ thông ra và cho thêm cái dớn hoặc là rêu vào thôi, tăng thêm cái độ ẩm cho nó rất là khủng. Anh em có thể nhìn như này để thấy cái sự hoành tráng của nó. Một cây thì rủ xuống, một cây thì trồng lên. Quá đáng để sưu tầm đúng không anh em? Quá đẹp luôn. Tàn mình sẽ là phun để kích cái kỳ, những cái phần mà nó chưa ra hoa này, kích lên để là buộc vào chậu khác cho nó hoành tráng. Có điều kiện thì sẽ chia sẻ cho anh em. Hiện tại thì bây giờ nó chưa chưa được nhiều lắm. Nhưng mà cái hàng này thì anh em có thể là mua trên mạng cũng khá nhiều, nhiều nhà vườn người ta cũng bán cái gọi là hàng hàng mô đúng không? Đấy, các cái chậu nho nhỏ đấy thì về mình trồng. Cái này thì mình cũng mua như vậy, mua một cốc đấy, một cốc có hai cái mầm nho nhỏ. Thế về trồng thì bây giờ gây dựng được cái giống như này đấy, rất là tuyệt vời anh em ạ.
thích quá đi. Cái này hoàn toàn là mình không có dùng phân thuốc gì cả, rất là sạch. Đấy, bác nào mà bảo là dùng để xào thịt trâu thịt bò gì đấy thì cũng thử xem nó được không. Hay lắm, là nói chung là an toàn.